hãy kém phòng ta xin vào góc tối để rạng sáng ngày mai đưa Tiên Kiều về Mông Cổ. Về Mông Cổ? Không, em không về Mông Cổ. Em không về Mông Cổ. À khác Tiên Kiều, nếu em không về Mông Cổ thì tên Mã Phu này sẽ chịu cực hình kinh khiếp nhất. Trời, cô thật xin. Nếu tiểu thơ còn thương xót cuộc đời tên nô lệ thì tiểu thơ nên về lại với quê. Ở lại nơi này càng thêm khổ, còn gì
mình đã một thời chắc yêu trong tuổi còn thơ ấu niên, để tạo dựng một thiên đường, một thiên đường đầy hoa thơm. Lời anh nói ra em đâu hiểu được gì, anh đã buồn đã bỏ đi ai và tự đã từ lâu anh muốn nói một điều quan trọng, nhưng vẫn ngậm câm theo ngày tháng lạnh lùng. Anh muốn nói với một người nỗi đau sầu dũng tướng chợt nghe mềm yếu khi một lần đối diện với tâm yêu. Anh chú xa anh đã yêu và vì yêu mà đau khổ, thì chắc hẳn là anh hiểu được lòng em chợt muốn bỏ yên thương rời đau kiếm xóa tóc mây tô mà khắc thiết nghiệm. Có phải em và người ấy được hẹn thề nguyện ước không? Người ta vẫn hững hờ và xem em như kẻ lạ người xa. Trời ơi, kẻ mình yêu lại hững hờ xa lạ thì còn niềm đau gần quỷ tất gan bà như giạc lý quan sang tình công nên nên tình đành tuyên dòng tốt mấy quần quài bay trong gió lòng như lòng của em đang báo động tới bờ thiên kiều ấy. Sao chiều nay bỗng nhiên lo sợ như đánh mất một cái gì yêu quý nhân. Nếu một mai giữa xa trường anh cũng chết, biết ai là người xây đắp mộ cho anh. Dạ xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ một bài nữa.